Sư đoàn trong ký ức tôi. Hồi ức. Tác giả Thanh Sơn. Giọng đọc Hải Yến. Số 8. Được nghỉ lại bên dòng sông La Ngà 2 ngày, được tắm gội giặt rũ sạch sẽ sau một chặng đường hành quân bộ khá dài, ai cũng trông khác hẳn. Đoạn sông La Ngà này hẹp và nông. Mới 8 giờ sáng, hầu như anh em trong đại đội đã xuống sông ngụp lặn, bơi lội như những con rái cá thật thỏa thích. Đâu đó nghe vọng lại tiếng lựu đạn nổ ục ục dưới nước. Hóa ra lính nhà ta lấy lựu đạn đi ném cá. Cá ở sông này rất nhiều. Tiểu đội tôi được quán triệt không được dùng lựu đạn hoặc súng để bắt cá. Anh em trong tiểu đội chấp hành rất nghiêm. Tuy nhiên tôi cũng vớt được một ít cá từ phía trên theo dòng nước trôi xuống. Chiều hôm đó cả tiểu đội được ăn một bữa cơm cá tươi. Đập tan cánh cửa thép Xuân Lộc. Cục diện chiến trường miền Nam thay đổi nhanh chóng từng ngày. Trên chiến trường, mọi lợi thế so sánh đang nghiêng hẳn về ta. Địch đang hoang mang trước sức mạnh tiến công như vũ bão của quân giải phóng. Quân khu 1 và quân khu 2 ngụy đã sụp đổ hoàn toàn. Để bảo vệ Sài Gòn từ xa, hòng cản bước tiến của quân giải phóng, Đại sứ Mỹ Martin nhận thấy ngụy quyền Sài Gòn đang trong cơn hấp hối. Cuối tháng 3 năm 1975, Nhà Trắng đã điều tướng Wayne, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, bay đến Sài Gòn tìm cách kéo dài cơn hấp hối cho Thiệu. Đến Sài Gòn, Wayne đã thấy Việt Nam Cộng Hòa đang trong cơn hấp hối. Hắn cùng với Đại sứ Martin bày mưu tính kế với Thiệu, lập ra phòng tuyến Phan Rang Xuân Lộc với chủ trương cố giữ toàn bộ quân khu 3 và quân khu 4. Từ Phan Rang trở vào bằng nhiều tuyến phòng thủ. Trong hệ thống phòng thủ dày đặc đó, Xuân Lộc là tuyến phòng thủ mạnh nhất, ngăn quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn trên hai con đường huyết mạch, quốc lộ 1 và đường 20. Wayne trực tiếp chỉ đạo Thiệu tập trung củng cố vững chắc và tăng cường lực lượng phòng thủ mạnh tuyến Phan Rang Xuân Lộc. Vì thế, tuyến phòng thủ này được gọi là phòng tuyến Wayne. Theo kế hoạch của Wayne, với phòng tuyến này, quân đội Sài Gòn sẽ phòng thủ từ xa, giữ thế cầm cự cho tới mùa mưa. Sau đó, sẽ củng cố lực lượng, tổ chức phản công, giành lại những vùng đất đã được giải phóng. Thiệu coi đây là mặt trận quyết định, đồng thời tăng cường phòng thủ tuyến 4 Nam Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long để bảo đảm hậu phương. Trong đó, Xuân Lộc được coi là cánh cửa thép phía đông Sài Gòn. Nếu mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Quan thầy của Thiệu từ bên kia đại dương bảo Thiệu rằng bằng bất cứ giá nào phải giữ cho được Xuân Lộc. Nếu mất Xuân Lộc, Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ. Nếu mất Xuân Lộc thì yếu tố quân sự sẽ tuyệt vọng. Đại sứ Mỹ Martin cũng khuyên Thiệu phải giữ Xuân Lộc để làm bằng chứng của sự cố thủ đối với Cộng sản. Thiệu biết rằng nếu mất Xuân Lộc là sẽ mất Sài Gòn, nên hắn đã hứa hẹn với Nhà Trắng, dù có chết tôi cũng giữ cho được Xuân Lộc. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 ngụy, thì hoành hoang, sẽ đánh một trận oai hùng cho thế giới biết. Xuân Lộc là thủ phủ của tỉnh Long Khánh, là hậu cứ của sư đoàn 18 ngụy. Tại đây, địch đã tập trung lực lượng gồm sư đoàn bộ binh 18 có 3 chiến đoàn 43, 48, 52, thiết đoàn 3 kỵ binh, thiết giáp, 4 tiểu đoàn bảo an 340, 342, 343, 367, 2 tiểu đoàn pháo binh 181 và 182 có 42 khẩu pháo các loại, trong đó có 2 khẩu 175, 2 liên đoàn dân vệ. Sau 2 ngày kháng cự, ngày 12 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu tăng viện cho mặt trận Xuân Lộc, lữ đoàn 1 dù, lữ đoàn 3 kỵ binh thiết giáp,
có đủ 3 thiết đoàn 15, 18 và 22, chiến đoàn 8 bộ binh, sư đoàn 5, liên đoàn 33 biệt động quân và 2 tiểu đoàn pháo binh. Toàn bộ lực lượng không quân của quân đoàn 3 gồm sư đoàn 5 tại Biên Hòa và sư đoàn 3 tại Tân Sơn Nhất được dùng để yểm trợ cho Xuân Lộc. 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến mới tái lập 258 và 369 được điều lên bảo vệ tổng kho Long Bình và sân bay Biên Hòa. Tổng số binh lực của địch tại khu vực Biên Hòa Xuân Lộc lên đến 25.000 quân, chiếm 30% lực lượng bộ binh của quân đoàn 3, 57% số lượng xe tăng và thiết giáp, 40% pháo binh. Lực lượng địch bố trí như sau: sư đoàn 18 thiếu trung đoàn 52 và lữ đoàn 3 kỵ binh thiết giáp giữ Xuân Lộc. Từ ngày 12 tháng 4 có thêm lữ dù 1 tham gia phòng thủ. Trung đoàn 52, sư đoàn 18 giữ các cứ điểm Tân Phong, Núi Thị và các chốt dọc đường số 1 từ Trảng Bom ra Xuân Lộc. Từ ngày 12 tháng 4 có thêm lữ đoàn 3 thiết giáp, trung đoàn 8, sư đoàn 5, liên đoàn 33 biệt động quân tham chiến. Các lữ đoàn 258 và 369 thủy quân lục chiến bảo vệ căn cứ Biên Hòa và tổng kho Long Bình. Với quân số hùng hậu và trang bị như vậy, Xuân Lộc được ví là cánh cửa thép phía đông của địch. Nếu tuyến phòng ngự Xuân Lộc của chúng giữ được thì tuyến Biên Hòa, Nhơn Trạch, Bà Rịa Vũng Tàu chưa trực tiếp bị uy hiếp. Vì vậy, bằng mọi giá Thiệu lệnh cho quân khu 3, quân đoàn 3 phải cố giữ cho bằng được tuyến phòng thủ Xuân Lộc. Lực lượng của ta gồm các đơn vị: sư đoàn 7 đánh hướng chủ yếu từ hướng đông đến suối Rết, sư đoàn 341 thiếu trung đoàn 273 đánh hướng thứ yếu từ hướng bắc qua suối Cải và khu hành chính Xuân Lộc, sư đoàn 6 quân khu 7 có 2 trung đoàn làm lực lượng dự bị và đánh vòng ngoài. Ngoài ra còn có các đơn vị: lữ đoàn pháo binh 24 nay là lữ đoàn 434 quân đoàn 4 được tăng cường tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn 368 có 12 khẩu 130 ly đại đội 5 tiểu đoàn 21, 4 khẩu 130 ly tiểu đoàn 34 pháo 85 tăng cường cho sư đoàn 7 và sư đoàn 341, trung đoàn độc lập 95B thuộc sư đoàn 325, tiểu đoàn 445 của tỉnh đội Bà Rịa Long Khánh và lực lượng du kích địa phương. Theo kế hoạch, giờ dê là 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 1975. Nhưng do sương mù dày đặc, các đài quan sát không thấy rõ mục tiêu, thời gian nổ súng phải lùi lại. Đúng 5 giờ 40 phút, các đài quan sát nhìn thấy rõ mục tiêu, quân đoàn 4 ra lệnh nổ súng. Mở đầu là cụm pháo chiến dịch của quân đoàn 4, pháo binh, súng cối của trung đoàn 55, sư đoàn 341 và sư đoàn 7 đồng loạt dội bão lửa vào các mục tiêu quan trọng trong thị xã và núi Thị. Thời gian bắn chuẩn bị là 45 phút, thời gian bắn chi viện cho bộ đội xung phong là 15 phút. Pháo cao xạ bảo vệ đội hình tiến công, sở chỉ huy các tuyến hậu cần kỹ thuật sẵn sàng bắn vào nhà cao tầng để chi viện cho bộ binh tiến vào thị xã. Pháo tầm xa của quân đoàn khống chế sân bay Biên Hòa và hậu cứ của sư đoàn 18 ngụy tại căn cứ Long Bình. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, các trận địa pháo của ta đã bắn hơn 3.000 quả pháo vào thị xã, dọn đường cho lực lượng bộ binh và xe tăng tiến công theo hai hướng đông và tây bắc thị xã. Trên hướng sư đoàn 341, trung đoàn trưởng trung đoàn 55 Lê Văn Cúc lệnh cho các loại pháo cối của trung đoàn đồng loạt dội những loạt đạn đầu vào các mục tiêu sở chỉ huy tiểu khu Long Khánh, trung tâm thông tin, sân bay dã chiến trong thị xã. Quả đạn 85 ly đầu tiên bắn trực tiếp trúng cụm anten của trung tâm thông tin địch. Quả lựu pháo 122 cũng bẻ gãy cột anten và đài quan sát của sư đoàn 18 trên núi Thị. Việc bắn trúng khu thông tin
và làm gãy đổ anten trên núi thị đã làm cho thông tin của địch bị rối loạn. Trong thị xã, những đám cháy cuồn cuộn khói, binh lính địch nhốn nháo bắn loạn xạ ra xung quanh. Bọn địch trong thị xã gào bọn pháo binh chi viện. Các trận địa pháo của địch ở núi thị, suối tre, ngã ba Tân Phong bắn cấp tập dọc theo quốc lộ 1 về phía bắc, tây bắc nhằm phản pháo và ngăn chặn bộ đội ta tấn công. Trên trời, máy bay địch đủ loại lồng lộn trút bom vào các vị trí chúng nghi có bộ đội ta. Pháo 37 của ta cũng đồng loạt bắn lên, tạo ra lưới lửa phòng không dày đặc, làm cho máy bay địch không dám xả xuống thấp để ném bom. Mũi chủ công trung đoàn 266 sau khi bắn chuẩn bị chuyển làn trên hướng chủ công của sư đoàn, trung đoàn 266 do trung đoàn trưởng Nguyễn Quang Thuật và chính ủy Nguyễn Tấn Miên chỉ huy, lệnh cho bộ đội nổ súng tấn công. Từ tuyến xuất phát vào sát thị xã Xuân Lộc khoảng 300 mét, với chính diện cả ngàn mét, quân ta gặp nhiều khó khăn do cản trở bởi các vườn cà phê chôm chôm của dân có hàng rào dây thép gai bao quanh, bộ đội phải dùng kìm chuyên dụng mới cắt được, có chỗ phải dùng bộc phá. Trên tuyến xung phong, quân ta lại gặp phải lực lượng bảo an, dân vệ sử dụng đủ các loại vũ khí bắn chặn dữ dội. Địch lợi dụng bờ hào, ụ súng, lô cốt công sự kiên cố, nhà xây và các vật chướng ngại khác để chống trả quyết liệt. Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Thuật đi cùng tiểu đoàn trưởng Đặng Minh Huyên trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 7 đột phá vào khu vực chợ và bến xe Văn Thành. Đồng chí Nguyễn Tấn Miên đi theo mũi tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 đánh vào khu gia binh, nhà máy điện và dinh tỉnh trưởng. Tại đây, các trận đánh đã nổ ra ác liệt ngay khu vực nhà thờ, tư dinh tỉnh trưởng, bến xe thị xã và khu chợ Xuân Lộc. Trong lúc các chiến sĩ tiểu đoàn 7 đang ồ ạt tấn công vào khu dinh tỉnh trưởng, một chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ V-100 của địch xông ra cản đường bắn xối xả nhằm ngăn chặn bộ đội ta, nhưng bị các chiến sĩ tiểu đoàn 7 bắn cháy. Địch cố thủ trong công sự kiên cố, điên cuồng chống trả quyết liệt, làm bộ đội ta thương vong khá nhiều. Tuy nhiên, bộ phận này hy sinh, có bộ phận khác lên thay. Để tiêu diệt các hỏa điểm lớn của địch, tư lệnh sư đoàn lệnh cho trung đoàn 55 đưa hai khẩu pháo 37 lên cua heo bắn chi viện cho bộ binh. Pháo 37 nhè vào các cửa sổ nhà cao tầng, các ụ hỏa điểm của địch đang khạc lửa để bắn hủy diệt. Nhờ sự yểm trợ đắc lực của pháo binh, sau một giờ chiến đấu, trung đoàn 266 đã tiêu diệt hàng trăm hỏa điểm và hàng chục lần phản kích của địch. Lợi dụng thời cơ, pháo 37 chế áp các mũi tấn công của trung đoàn 266 tiến sâu vào thị xã. Địch điên cuồng phản kích dữ dội bằng các loại hỏa lực. Chúng đưa máy bay đến ném bom vào trận địa, làm cho hơn 200 chiến sĩ của trung đoàn 266 bị thương vong. Một khẩu pháo 37 ly của trung đoàn 55 cũng bị bom làm hỏng. Đồng chí Thuật và đồng chí Miên đã động viên bộ đội khắc phục khó khăn để tiếp tục tấn công. Vào sâu trong thị xã, chiến sự còn ác liệt hơn gấp nhiều lần. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 Đặng Minh Huyên phải bật khóc. Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Thuật là người nóng tính cũng phải đến dỗ dành động viên. Sau đó, tiểu đoàn trưởng Huyên lại tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu. Khắp nội ô thị xã chìm ngập trong mịt mù khói lửa, bom đạn, những cuộn khói cuồn cuộn bốc lên đen kịt che kín cả vùng trời. Trên cao, từng tốp máy bay địch gầm thét lồng lộn trút hết đợt bom này đến đợt bom khác. Ngoài bom, chúng còn bắn súng 20 ly xuống chiến tuyến của ta. Pháo phòng không 37 ly của trung đoàn 55 cũng đáp trả bằng từng chùm đạn vào máy bay địch, làm cho máy bay địch không dám bay thấp nên ném bom loạn xạ sai mục tiêu. Súng các loại của ta và của địch nổ đinh tai nhức óc. Khắp nơi trong thị xã và bên ngoài vành đai, đủ loại đạn pháo và bom gầm thét. Những quả đạn pháo xé gió rít lên trên không trung, nghe rùng rợn, rơi xuống mục tiêu nổ ầm ầm. Nhiều đám cháy lại tiếp tục bùng lên, khói trắng, khói đen
và ngọn lửa bốc lên cao trong thị xã. Những chiếc xe tăng T-54 dũng mãnh vừa tiến lên vừa khạc đạn liên tục vào các mục tiêu, các lô cốt. Những cái tháp canh của địch ngả nghiêng, đổ sập vì trúng đạn pháo. Đến 7 giờ 30 phút, cả 3 tiểu đoàn của Trung đoàn 266 đã làm chủ khu thông tin, khu cố vấn Mỹ, khu cảnh sát và hợp điểm tại khu vực dinh tỉnh trưởng. Lúc 9 giờ 30 phút, quân ta đã tràn vào thị xã từ nhiều hướng. Các chiến sĩ Phạm Lệ Canh, Nguyễn Văn Trọng, tiểu đoàn 9, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Minh Đức, tiểu đoàn 7 và một bộ phận của tiểu đoàn 5 lao vào tư dinh tỉnh trưởng, ném lựu đạn, bắn những tên chống trả và công kênh nhau leo lên mái nhà dinh tỉnh trưởng, cắm cờ quyết thắng của sư đoàn. Do khu vực này gần sân bay và sở chỉ huy sư đoàn 18 nên địch còn rất nhiều quân. Sau khi cắm cờ xong, các chiến sĩ ta phát triển về hướng sân bay thì bị xe tăng và bộ binh địch dùng hỏa lực mạnh chặn lại. Chúng tập trung lực lượng lớn rồi phản kích điên cuồng, đồng thời bắn lên lá cờ bộ đội ta vừa cắm, làm cho lá cờ bị rách. Lúc 10 giờ, Trung đoàn 266 cơ bản đã làm chủ mục tiêu được phân công. Ta chiếm giữ được dinh tỉnh trưởng, nhưng phía trước bộ đội thương vong khá nhiều. Trưa ngày 10 tháng 4 và cả ngày hôm sau, địch dùng máy bay trực thăng gắn loa quần đảo trên khu vực trung tâm thị xã, lải nhải kêu gọi dụ dỗ cán bộ chỉ huy và chiến sĩ Trung đoàn 266 ra đầu hàng. Sau những lần kêu gọi dụ dỗ bằng đòn tâm lý chiến, chúng tiếp tục dùng đủ loại pháo, bom liên tiếp dội xuống xung quanh khu vực dinh tỉnh trưởng và các vị trí mà tiểu đoàn của Trung đoàn 266 đang chiếm giữ. Trên hướng Nam, Sư đoàn 6 quân khu 7 phối hợp tấn công dọc theo quốc lộ 1 từ ấp Hưng Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con, chiếm ấp Trần Hưng Đạo, phá hủy 11 xe tăng và xe bọc thép của chiến đoàn 322 định ứng cứu cho Xuân Lộc từ phía Tây. Lúc 11 giờ, tướng Lê Minh Đảo điều tiểu đoàn 1 chiến đoàn 48 từ ngã ba Tân Phong đến đánh phản kích ở hướng Tây Bắc và điều tiểu đoàn 2 chiến đoàn 52 từ Gia Tân đánh vào bên sườn Trung đoàn 266 nhằm bịt kín cửa của ta. Chúng đưa một chi đội xe tăng kết hợp lính bộ binh tiểu đoàn 1 đánh phản kích nhằm chiếm lại mục tiêu tại khu vực dinh tỉnh trưởng. Ngoài ra, địch sử dụng máy bay và pháo binh bắn dọn đường cho bộ binh tiến công nhằm ngăn chặn quân ta phát triển xuống khu sân bay. Sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 4 đánh tạt sườn chặn tiểu đoàn 1 của địch khi chúng vừa đến lô cao su sát quốc lộ 1. Ta tiêu diệt được một số, buộc chúng phải lùi về vị trí cũ. Mũi tiến công Trung đoàn 270. Trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Vân dùng tiểu đoàn 5 tạo thành một mũi tấn công. Lúc đầu gặp nhiều khó khăn do địch bố trí nhiều lô cốt đầu cầu, nhiều lớp hàng rào dây thép gai và chướng ngại vật. Sau khi vượt qua được cửa mở, bộ đội phát triển rất nhanh. Ở các hướng, các mũi khác đã bổ sung súng đạn đủ cơ số, dồn đội hình phá tường nhà và các chướng ngại vật để tiếp cận mục tiêu. Các chiến sĩ Trung đoàn 270 đã đột phá hết căn nhà này đến căn nhà khác, hết góc phố này đến góc phố khác. Địch từ trên tháp nước nhà ga và các nhà cao tầng quan sát các mũi, các hướng của bộ đội ta, rồi chỉ điểm tọa độ cho pháo và máy bay oanh kích dữ dội. Trên các ô cửa sổ nhà cao tầng, địch ném lựu đạn và dùng súng phóng lựu M79 bắn vào đội hình quân ta. Nhưng bộ đội không thể phát hiện địch ở đâu để tiêu diệt chúng. Hễ bộ đội ta di chuyển ra khỏi vật che khuất là lập tức bị chúng cóc M79 đúng vào vị trí. Kinh hoàng nhất là địch sử dụng máy bay C-130 và AC-119 bắn súng máy 20mm xối xả như mưa đạn, như sấm sét xuống các vị trí mà bọn địch trên tháp nước chỉ điểm. Những vị trí bộ đội ta lộ thiên hoặc những công sự cá nhân không có nắp kiên cố, hầu như bộ đội ta bị thương vong khá nhiều. Đến gần 10 giờ, bộ đội phần do bị tiêu hao sinh lực.
phần hết đạn hỏa lực B-40 và B-41 nên bị địch phản kích quyết liệt. Chúng đánh bật ta trở lại tuyến Tiền Duyên. Khi rút lui, bộ đội phải vượt qua sân bay. Đây là một khoảng trống rất lớn nên bị hỏa lực của địch bắn đuổi theo. Nhiều đồng đội đã hy sinh hoặc bị thương nằm trên bãi trống nhưng không thể ra để cứu thương binh và đưa tử sĩ ra ngoài. Trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng lệnh cho các đại đội nhanh chóng củng cố lại lực lượng, tiếp tục tấn công để tạo điều kiện cho các chiến sĩ vào trận địa, đưa thương binh tử sĩ ra ngoài. Một mũi khác của trung đoàn 270 có đặc công dẫn đường, tấn công cường tập vào tuyến phòng thủ tiểu đoàn 2, chiến đoàn 43. Sau đó, lực lượng của trung đoàn 270 quay về tăng cường cho trung đoàn 266, tấn công địch trong thị xã, chỉ để lại tiểu đoàn đặc công chốt chặn. Đồng thời, ta sử dụng pháo cấp tập vào các trận địa pháo của địch tại núi Thị. Trên núi Thị, địch bố trí hai tiểu đoàn pháo binh hỗn hợp, tiểu đoàn 180 và tiểu đoàn 181, gồm 4 khẩu pháo 155, 8 khẩu 105. Các trận địa pháo này của địch bắn phá liên tục vào chiến tuyến của ta. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Cho đến 13 giờ 30 phút, dù chịu tổn thất khá nặng nề, nhưng cuối cùng tiểu đoàn 5 đã đẩy lùi địch đến tận đường tàu hỏa. Tại đây, địch lợi dụng các container, thùng phi đựng cát và bao cát tạo thành chiến lũy với những lô cốt, những ổ đề kháng dọc theo đường tàu hỏa để khống chế các con hẻm. Vì thế, bộ đội ta không thể vượt qua được. Trời gần tối, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 lệnh cho các đại đội chốt giữ tại chỗ. Lợi dụng đêm tối, các chiến sĩ vận tải vào đưa thương binh và tử sĩ ra ngoài. Như vậy, trong ngày đầu tấn công, sư đoàn 341 với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, chiến đấu vô cùng quả cảm, đã hoàn thành nhiệm vụ như dự kiến, đánh chiếm và cắm được cờ lên dinh tỉnh trưởng. Quân ta đã chiếm được một nửa thị xã, chia cắt thị xã Xuân Lộc ra nhiều mảng, áp đảo và tiêu hao sinh lực địch. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18, phải chạy ra vòng ngoài, ẩn nấp ở ngã ba Tân Phong. Đại tá Phạm Văn Phúc, tỉnh trưởng tỉnh Long Khánh, phải chạy ra núi Thị. Ta đã tiêu diệt và làm tan rã một số lượng lớn quân địch, bắt sống 235 tên, bắn cháy 7 xe tăng. Tuy nhiên, sư đoàn 18 địch cũng đã tổ chức hàng chục trận phản kích vào các cánh quân của sư đoàn 7 và sư đoàn 341, chặn được đà tiến quân của ta, đặc biệt là trên hướng tấn công chủ yếu từ phía Tây Bắc. Trên hướng sư đoàn 7, sau khi pháo ta chuyển làn trên các hướng, các mũi, bộ đội bắt đầu xung phong, các trận địa pháo chuyển sang bắn chi viện trực tiếp cho bộ binh và xe tăng, tiến đánh chiếm từng mục tiêu. Sư đoàn 7 để trung đoàn 141 làm lực lượng dự bị, đồng thời là lực lượng cầm chân chiến đoàn 48 đang hoạt động tại ngã ba Tân Phong trên quốc lộ 1, sử dụng hai trung đoàn 165, 209 tấn công Xuân Lộc theo hai mũi từ hướng đông bắc. Trung đoàn 165 do đồng chí Trần Quang Triệu chỉ huy được tăng cường 8 xe tăng từ phía đông đã đánh chiếm tuyến ngoại vi, đánh vào bộ tư lệnh sư đoàn 18 và hậu cứ thiết đoàn 5 kỵ binh. Giao tranh xảy ra quyết liệt giữa hai bên. Pháo trên xe tăng của ta đã bắn thẳng vào bộ tư lệnh sư đoàn 18 và hậu cứ thiết đoàn 5 kỵ binh địch. Khi xe tăng ta cách cổng sư đoàn 18 chừng 200 mét, địch bắn cháy 3 xe tăng của ta trong đợt tiến công đầu tiên. Mũi tiến công bị địch phản công quyết liệt nên phải chuyển qua mục tiêu đánh trại Huỳnh Văn Điền. Mặc dù các chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu, chịu thương vong nhưng cũng không thành công. Khi trời hừng sáng, máy bay của sư đoàn 3 địch từ sân bay Biên Hòa đến ném bom và bắn súng 20 ly vào chiến tuyến quân ta, đồng thời bắn cháy thêm một xe tăng của ta. Tiểu đoàn trưởng Lèo Viết Cường và chính trị viên Nguyễn Văn Tạo bị thương nặng. Các cấp phó lên thay chỉ huy mũi tấn công đánh chiếm được một phần căn cứ của chiến đoàn 52, sư đoàn 18. Quân ta càng vào sâu càng gặp nhiều vật cản và sự chống phá quyết liệt của địch. Do quân số của sư đoàn 7 đã mỏng, lại thương vong
nên phải tạm dừng để củng cố lực lượng. Đến trưa, ở vòng ngoài hướng Đông Nam và Tây Bắc Xuân Lộc, chiến sự cũng đồng loạt bùng nổ dữ dội. Trung đoàn 209 phối hợp với Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 phát triển thuận lợi, đánh bại hai tiểu đoàn địa phương quân của địch, bắn cháy 7 xe tăng của chiến đoàn 43 và 48 nhằm giải tỏa sở chỉ huy Sư đoàn 18 và dinh tỉnh trưởng Long Khánh do chiến đoàn 43 và chiến đoàn 48 thực hiện tại núi thị Tân Phong. Ta đã giải phóng ấp Bảo Toàn trên quốc lộ 1, cầm chân tiểu đoàn 2, chiến đoàn 43 từ núi thị kéo về và chiến đoàn 48 từ Tân Phong kéo lên. Quân ta đã đánh chiếm, bao vây, cô lập các ấp Bảo Bình, Bảo Toàn và xã Bảo Định trên quốc lộ 1 đi về hướng suối Cát, phía đông tiểu khu Xuân Lộc, từ 3 đến 4 km. Pháo binh của quân đoàn liên tục bắn chế áp sở chỉ huy Sư đoàn 18 ngụy, tiểu khu Long Khánh, các trận địa hỏa lực và các mục tiêu trong thị xã. Tại ngã ba Dầu Dây, Sư đoàn 6 quân khu 7 tiêu diệt 5 chốt của địch, làm chủ đoạn đường từ ấp Hưng Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con, thu 2 khẩu pháo 105, buộc chiến đoàn 52 phải bỏ túc trưng kéo về giữ ngã ba Dầu Dây. Ngày 10 tháng 4 năm 1975, Sư đoàn 7 đưa Trung đoàn 141 là lực lượng dự bị, được tăng cường một tiểu đoàn pháo cao xạ 37 và 57 ly, cùng với lực lượng Trung đoàn 165 tấn công vào căn cứ Sư đoàn 18. Trận đánh trở nên cam go ác liệt. Trên hướng Trung đoàn 141, địch sử dụng chiến đoàn 48 và Trung đoàn 5 thiết giáp phản kích ta quyết liệt. Vì thế, tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141 không mở được cửa đột phá. Tiểu đoàn 1 đánh chiếm ngã tư Đông Nam, hậu cứ chiến đoàn 52. Trung đoàn 165 đánh chiếm khu Gia Binh và tiến gần sân bay Cáp Rang. Trung đoàn 209 tiến công vào thị xã từ hướng Nam, đánh thiệt hại nặng chiến đoàn 43. Sư đoàn 341 đưa Trung đoàn 270 vào thị xã, chiến đấu và chốt giữ các mục tiêu đã chiếm. Sáng sớm ngày 10 tháng 4, hai tiểu đoàn địch thuộc chiến đoàn 48 và chiến đoàn xe tăng 181 được máy bay chi viện đã tiến hành phản kích, nhưng bị bộ đội ta đánh lui. Trung đoàn 266 vẫn chốt giữ được các vị trí đã đánh chiếm. Cũng trong ngày 10 tháng 4, Trung đoàn 266 mở 4 lần tấn công vào sân bay, nhưng đều bị địch đánh bật trở lại. Ngày 11 tháng 4 năm 1975, chiến sự càng trở nên ác liệt hơn trong thế giằng co quyết liệt giữa ta và địch, cả trong và ngoài thị xã. Để cố gắng giữ được Xuân Lộc bằng mọi giá, Nguyễn Văn Thiệu đã huy động 50% lực lượng bộ binh, 60% lực lượng pháo binh, hầu hết số xe tăng của quân đoàn 3 và huy động tối đa lực lượng không quân từ sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất vào cuộc chiến. Mỗi ngày, địch huy động từ 80 đến 120 lần chiếc ném bom, bắn đạn 20 ly vào trận địa để yểm hộ cho bộ binh. Địch đã sử dụng bom phát quang, bom tọa độ và cả bom xăng dầu để ném xuống các nơi nghi là có bộ đội ta ở quanh thị xã. Chiều ngày 11 tháng 4, địch dùng trực thăng đổ bộ lữ đoàn dù số 1 gồm 3 tiểu đoàn xuống ấp Tân Phong. Ngoài ra, chúng còn sử dụng 2 tiểu đoàn của chiến đoàn 43 và 52 tăng cường phong tỏa vòng ngoài. Như vậy, địch đã nâng quân số tại mặt trận Xuân Lộc lên khoảng 14.000 quân. Riêng lực lượng tham chiến trong nội thị và tuyến vành đai có khoảng 6.000 quân. Ngoài ra, địch còn tăng cường 6 khẩu pháo 105 cho chiến đoàn 48 ở ngã ba Tân Phong. Qua 3 ngày chiến đấu giằng co quyết liệt với địch, Sư đoàn 7 đã tập trung lực lượng mở các đợt tiến công đột phá sâu vào căn cứ Sư đoàn 18, kết hợp đánh vào hậu cứ chiến đoàn 52, chiến đoàn 5 và ngăn chặn địch phản kích ra phía nam thị xã, nhưng đều bị địch ngăn chặn bằng lực lượng bộ binh và các loại hỏa lực mạnh. Các mũi tiến công của Sư đoàn 7 phải dừng lại hoặc bị đẩy dần ra ngoài. Về cơ bản, địch vẫn giữ được khu vực phòng thủ trên các hướng và tổ chức ngăn chặn sức tấn công của ta.
Mặc dù sư đoàn 7 đưa lực lượng dự bị là trung đoàn 141 cùng một tiểu đoàn pháo cao xạ hỗn hợp 37 và 57 ly vào chiến đấu, nhưng vẫn gặp khó khăn. Quân số thương vong cao, một số xe tăng, pháo cối hư hỏng nặng. Theo lời kể của Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên tư lệnh sư đoàn 7, ngày 14 tháng 4, tiểu đoàn 8, trung đoàn 209 bám trụ chiến đấu phía trước, chưa kịp di chuyển đội hình thì bị hai tiểu đoàn địch bao vây. Bộ đội đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm trong điều kiện mất liên lạc với bên ngoài, quân số thương vong cao, thiếu đạn dược, lương thực hết, vẫn bám trụ chiến đấu. Đến ngày 18 tháng 4, sư đoàn 7 mới đánh giải vây được. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.